Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 27 đến câu 28. Một hôm, khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với bậc làm cha làm mẹ, ai cũng mong ước vợ chồng mình sinh ra những người con tốt lành, tài giỏi. Và nhất là mỗi khi cha mẹ xuất hiện ở đâu, người ta cũng khen ngợi mình. Ước muốn đó không chỉ ngày nay, mà điều đó đã có từ xa xưa. Cụ thể nhất là hình ảnh người phụ nữ khen ngợi người mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Lời khen ngợi của người phụ nữ dành cho Đức Maria không có gì là sai. Tuy nhiên, Chúa Giêsu mượn dịp này để dạy bảo dân chúng nhận ra hạnh phúc to lớn hơn, đó là biết lắng nghe lời Chúa và tuân giữ lời Chúa. Đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Và nơi khác, Chúa Giêsu đã nói: "Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Phúc làm mẹ Đức Giêsu về mặt thể lý thì chỉ một mình Đức Maria. Tuy nhiên, phúc nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Chúa thì ai cũng có thể được. Qua đoạn lời Chúa trên, mỗi người chúng ta có cơ hội kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình bằng cách lấy lời Chúa làm tâm điểm để xét mình. Cụ thể, chúng ta đặt câu hỏi cho chính mình: mỗi ngày sống, tôi có dành thời gian để đọc lời Chúa, suy gẫm lời Chúa và thực hành những điều Chúa dạy không? Hay tôi chỉ dành thời gian để lướt Internet, đọc những tin tức nhảm nhí? Trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ, tôi đã dành thời gian dạy bảo con cái đọc lời Chúa, học hỏi lời Chúa như thế nào? Hay tôi chỉ dành ưu tiên cho con cái việc học trường lớp, học thêm? Còn việc học hỏi lời Chúa thì mặc kệ, không cần thiết. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã được nghe lời Chúa dạy rất nhiều, đặc biệt là trong từng thánh lễ mà chúng con tham dự. Thế nhưng, có nhiều điều chúng con vẫn chưa sống được. Xin Chúa thứ tha cho sự yếu đuối của chúng con, và xin cho mỗi người chúng con luôn biết nhìn lên mẹ Maria, bắt chước noi theo gương của mẹ, để lời Chúa thật sự trở thành sức sống cho chúng con. Amen.